Học viện Rồng Thần, game Dragon Ball đại chiến đa vũ trụ thế hệ mới, game đấu tướng AFK với hơn 60 nhân vật anime, hơn cả là giải đấu đỉnh cao, thức tỉnh bản năng trở thành siêu chiến binh, miễn phí 1.000 lượt quay, tính năng đa dạng, chơi không giới hạn nha anh em. Link dưới phần mô tả nè. Bí ẩn của Ngũ Lão Tinh và Isama, Doan thần thoại hay chủng tộc bí ẩn? Vậy là chapter mới nhất chúng ta đã lần đầu tiên được thấy sức mạnh của năm ông lão họ Tinh và chùm thế giới Im. Dù chỉ là những bóng đen như chó mực, nhưng nhìn chung ai cũng nhận ra rằng thứ hình dạng mà 6 kẻ này xâu xa là 6 con quái vật siêu to khổng lồ và chắc chắn không phải loài người rồi. Chưa kể còn có tiếng hú hét gầm gừ, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã sởn da gà rồi. Vậy thật ra đó là cái quái gì đây? Những năng lực Doan thần thoại mới xuất hiện hay sức mạnh của chủng tộc quái vật? Hôm nay mời anh em cùng với thuyền trưởng Samsoi đi tìm hiểu nhé. Ấn một like và get go thôi nào. Sự kỳ lạ của Im và Ngũ Lão Tinh. Đầu tiên, để làm căn cứ quan trọng cho những giả thuyết về sau, chúng ta hãy cùng đi nói về một số thứ mà mình nhận thấy là rất bất thường ở trong chapter vừa qua của 6 kẻ đứng đầu thế giới. Trước hết là việc chúng gầm thét ở hình dạng quái vật. Từ trước đến nay, Doan thần thoại trong One Piece đã xuất hiện rất nhiều sinh vật như là rồng của Kaido này, sói của Yamato. Đó đều là những sinh vật dữ nhưng chưa bao giờ thấy việc chủ sở hữu gầm thét mất lý trí như thế cả. Nói không ngoa, hành động ấy của Ngũ Lão Tinh và Im giống như đó mới là bản chất của chúng vậy. Nói tới Im, khi mà trò chuyện với Cobra, khứa này đã dùng ngôi thứ ba tự xưng chính tên mình. Thay vì dùng tôi, ta, tao thì lại dùng mư, đó là phần sau của Imu, cách đọc Im theo tiếng Nhật. Nếu là người bình thường thì việc đó chỉ giống như là thói quen của họ mà thôi. Nhưng với một người quyền cao chức trọng như Im mà lại xưng như vậy thì nói thật là nó hơi thiểu năng anh em ạ. Tức là tỷ lệ cao trí thông minh của Im có vấn đề hoặc bản chất của hắn không phải loài người. Bởi vì nếu anh em đã từng xem nhiều bộ phim viễn tưởng sẽ thấy rõ, khi một loài quái vật nào đó sở hữu hình người, cách nói chuyện của nó cũng có nhiều điểm lắp bắp như vậy. Và cuối cùng đó là hình dạng của các bóng đen. Anh em còn nhớ bọn Number chứ? Trước đây thì chúng cũng đã từng được bao đa nhá hàng bằng việc che phủ bằng bóng đen. Tuy nhiên hình dạng lại khá giống với những cái người khổng lồ và cũng không có gì nổi trội. Nhưng Im và Ngũ Lão Tinh thì ở một đẳng cấp khác hoàn toàn nhá. Và dựa vào bóng đen ấy chúng ta cũng có thể đoán được rất nhiều thứ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần sau anh em nhá. Bóng đen bí ẩn. Tính từ trái qua phải, đầu tiên là Ngũ Lão Tinh có hai chiếc sừng và thân hình thì có thể gọi là mập mạp dễ thương. Mình đùa đấy, khứa này có hình dạng rất giống với Ushinomi, một loài yêu quái ở trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Thứ hai là con mồm rộng với cái đầu chọc to tròn với đôi mắt hạt tiêu, là mình liên tưởng đến Dai Darabochi hay còn có biệt danh gọi vui là anh da đen khổng lồ. Thứ ba thì mình chịu bởi vì là hình dáng nó quá là mờ ảo. Tuy nhiên anh em cũng có thể thấy chiếc vòng sau đầu hắn chứ. Đó thì có thể là chiếc vòng tượng trưng cho thức tỉnh Doan, hoặc cũng có thể đây là thanh kiếm của ông lão duy nhất dùng kiếm ở trong Ngũ Lão Tinh. Thứ tư là nhìn vào là thấy ngay, đó là một con chim. Và sẽ ra sao nếu mình nói chúng ta đã từng được thấy hình dạng tương tự như thế này ở trong One Piece rồi. Và chính là loài Basilisk ở trong Impel Down anh em ạ. Chỉ có điều là con gà Ngũ Lão Tinh này có một chiếc vòng quấn quanh mà thôi. Và giữa hai con gà thì có một điểm chung, đó là đều giống Isumaden, một loài quái vật Nhật Bản với đầu chim, mình rắn và đuôi rết. Và cuối cùng đó là Ngũ Lão Tinh đứng ở phía bên phải. Thứ duy nhất chúng ta cần lưu ý là tai của hắn rất đặc thù, trông như loài heo hoặc voi. Ngoài ra thì anh em còn thấy cái thứ nhọn nhọn phía trước chứ? Nếu đó là tay thì mình chịu, nhưng nếu đó là chiếc ngà khổng lồ thì chắc chắn đây là Ba Cư, một kẻ chuyên ăn giấc mơ của người khác. Cuối cùng là ông trùm Imsama. Theo những gì được vẽ thì hắn rất to lớn và thân hình hoàn toàn trùng khớp với Umiboju, một kẻ chuyên ban phát ác mộng. Tóm cái váy lại thì tỷ lệ cao, toàn bộ 6 kẻ này được Oda lấy cảm hứng từ truyền thuyết của chính quê hương ông. Nhưng mà anh em có nhận thấy một điều đặc biệt gì khác không nhở? Chính là chúng đều có liên quan mật thiết đến biển cả và giấc mơ.
hai thứ được khai thác rất nhiều ở trong One Piece. Trong số ấy thì Umi Bozu có lẽ là loài yêu quái đặc biệt nhất. Theo truyền thuyết thì nó sẽ xuất hiện ngoài biển với thân hình to, khổng lồ, đôi khi là khiến người đi biển gặp ác mộng, đôi khi đánh chìm tàu của họ luôn. Nói chung theo quan niệm người Nhật, đây thì chính là kẻ chấm dứt ước mơ tàu đầy cá của một ngư dân và cũng chấm dứt luôn ước mơ Oke Urinasai, tức là mừng cha anh trở về từ biển. Nói chung là gắn liền với những thảm kịch anh em ạ. Sức mạnh của họ là gì? Nếu đây là năng lực doan thần thoại thì cũng khá thú vị, tuy nhiên cũng sẽ không có quá nhiều thứ đáng nói nhé. Đơn giản vì nó là trái ác quỷ và Luffy phải dùng sức mạnh Mika để vượt qua thôi. Nhưng nếu đây không phải doan thần thoại thì thú vị hơn nhiều nha. Chúng ta hãy cùng nhau đi đặt ra một số giả thuyết nhé. Đầu tiên, như mình đã nói ở trên, cách mà chúng gầm thét không giống bất cứ một chủ nhân doan nào trước đây mà giống với bản chất loài hơn. Vậy sẽ ra sao nếu như Ngụ Lão Tinh và Im thuộc một chủng tộc cổ đại nào đó, hay nói đúng hơn đó là Oni? Đúng rồi, Oni thì chính là chủng tộc của Kaido và Yamato. Ban đầu thì mình cũng như rất nhiều người thôi, nghĩ rằng Oni là để nói về chủng tộc quỷ chiến đấu bằng chùy. Nhưng mà mở rộng hơn ra thì Oni là cách gọi toàn bộ quái vật xuất hiện ở trong văn hóa Nhật Bản, tương đương với Yokai vậy. Tức là mình muốn nói rằng ấy, Kaido thì có chung chủng tộc với Ngu Lão Tinh và Im vì họ đều là yêu quái. Ngoài ra giả thuyết này còn phù hợp cho tình hình thế giới 800 năm trước và hiện tại. Tức là con người phải chiến đấu chống lại các loài quái vật, hoặc Oni là một trong 20 quốc gia chống lại vương quốc cổ đại, nhưng mà chúng chỉ lợi dụng những quốc gia còn lại mà thôi. Bằng chứng là sau khi mà tiêu diệt xong Joy Boy, hoàng tộc của những vương quốc khác chỉ là Thiên Long Nhân Bù Nhìn, còn chúng mới thực sự trở thành chúa của thế giới. Giả thuyết thứ hai, bọn này là người ngoài hành tinh, à không, phải nói đúng hơn là quái vật ngoài hành tinh. Vốn dĩ sự sống ngoài trái đất đã được bác Oda xác nhận ở trong One Piece với câu chuyện thám hiểm mặt trăng của Enen. Vì bọn hải tặc không gian ấy quá yếu sinh lý văn sử địa, cho nên mình thấy rằng chẳng ai thèm quan tâm. Tuy nhiên cái gì thì cũng có rít và có rát nhá. Sẽ ra sao nếu tồn tại một chủng tộc ngoài hành tinh mạnh mẽ, to lớn và tàn độc để xâm chiếm trái đất nhở? Mình có giả thuyết là vì nếu như mà chủng tộc Oni mạnh mẽ và tàn bạo như vậy, chắc chắn chúng phải có số lượng rất đông đảo, chứ không hề tuyệt chủng như hiện tại đâu. Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là bọn này vẫn còn đâu đó ngoài không gian thôi. Riêng về phần Kaido, mình nghĩ ông là kẻ thất lạc vì từ nhỏ đã mồ côi và bắt gặp tại vương quốc Vodka thôi. Điên rồ nhất, chúng ta cũng có một cái giả thuyết thứ ba, đó là Im Sama chưa phải chùm cuối nhá. Ngũ Lão Tinh cũng không phải là cái khỉ khô gì cả, chúng chỉ là công cụ để Oda làm cầu nối giới thiệu cho một loạt những siêu quái vật sau này, và hành trình khám phá đại dương của Luffy phải là đánh bại chúng, chứ không phải là solo dâu đen, lật đổ chính phủ hay là giải phóng nô lệ gì cả. Bởi vì như thế thì One Piece của chúng ta mới thực sự bám sát câu chuyện phiêu lưu thám hiểm. Bằng chứng thì chúng ta sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất này nhá. Quái vật khổng lồ cổ đại, những kẻ nô dịch loài người. Quay về tít tắp vào khoảng thời gian trước time skip, anh em còn nhớ loài sinh vật khổng lồ đến mức không tưởng đã từng xuất hiện tại tam giác quỷ Florian ở trong arc Thunderbolt chứ? Nó to hơn bất cứ một thứ gì chúng ta đã từng thấy trước đây, với kích thước dự kiến là gấp 10 đến 100 lần vua biển tại vành đai Tĩnh Lặng. Ngoài ra còn rất nhiều loài sinh vật khổng lồ không thể giải thích khác, như là con rùa tại sự kiện trục vớt của băng ngũ rơm, Junisa, hay con cá bóng đèn to cả bằng một hòn đảo. Điều đó thì có ý nghĩa gì nhỉ? Biển cả rộng lớn và bí ẩn hơn nhiều so với suy nghĩ của anh em chúng ta từ trước đến nay. Và trong màn sương mù dày đặc ấy tồn tại những loài quái vật cổ đại đang tìm cách nô dịch loài người. Và quay trở lại với tam giác quỷ, người ta truyền tai nhau rằng tàu thuyền đi qua vùng biển này 99% là toang, nhưng toang theo cách nào thì có trời mới biết nhá. Đáp án dễ lý giải nhất đó là vì thời tiết nơi đây quá bất ổn khiến tàu bị đắm. Nhưng mà sẽ ra sao nếu trong màn sương mù tối tăm dày đặc ấy, nơi mà con người chỉ cần đưa tay về phía trước là không còn thấy được bàn tay mình, thì thứ xuất hiện trong bóng tối không phải là đá ngầm, không phải là một cơn bão, mà là quái vật khổng lồ. Như vậy thì sẽ biến One Piece về đúng với bản chất của nó hơn, chính là phiêu lưu, khám phá bí ẩn, chứ không phải là một bộ truyện kể về chính trị, nào là cách mạng, rồi nô lệ, vân vân và mây mây. Vậy anh em thích mô típ nào hơn nhở? Comment ý kiến bên dưới nhé.
về sức mạnh. Cuối cùng chúng ta hãy cùng nhau đi bàn về sức mạnh của Im, Ngũ Lão Tinh và toàn bộ những loài yokai cổ đại đang tồn tại. Đầu tiên là về thể chất siêu phàm. Cái này thì khỏi cần phải bàn cãi rồi, trông kích thước là hiểu vấn đề ngay. Thứ hai là các siêu năng lực bí ẩn, ví dụ như là mũi tên màu đen mà Im đã bắn ra. Gần như nó đã đánh hạ Sabo, một nhân vật tầm cỡ đô đốc ở trong tích tắc. Thứ ba, chúng có thể vô hiệu hóa các đòn tấn công đặc biệt, ví dụ như cách mà Im nuốt ngọn lửa từ Meramera. Trên tất cả, những gì mà 6 kẻ này thể hiện ở Thánh Địa chỉ là một phần rất nhỏ trong sức mạnh của chúng thôi. Thậm chí tỷ lệ cao là kích thước ấy vẫn chưa phải tối đa nhé. Đơn giản vì nếu như mà dùng quá nhiều sức, thân phận của chúng sẽ bị phát hiện. Trên tất cả sức mạnh mà bọn này thể hiện ở trong chapter vừa qua có một điểm khiến mình tin tưởng rằng chúng không phải loài người. Không phải bất kỳ một chủng tộc nào đã từng biết mà phải là một chủng tộc khác biệt hoàn toàn. Đó thì chính là Haki quan sát quá cùi mía. Như định nghĩa từ ban đầu ấy, Haki là thứ sức mạnh tiềm ẩn trong tất cả sinh vật ở trên thế giới. Đến cả một con Kung Fu Dungo nhỏ bé cũng đã sử dụng được Haki vũ trang rồi. Vậy thì quái nào mà 6 kẻ tầm cỡ thế giới, thậm chí có thể gọi là đứng đầu thế giới với sức mạnh bán hành Sabo như con, nhưng lại thể hiện một màn Haki quan sát quá tồi? Chúng ta cũng chỉ có thể giải thích là chúng không sở hữu thôi anh em ạ. Cụ thể thì trong căn phòng ấy lộ diện 7 người, bao gồm cả vua Cobra và 6 người bọn chúng. Sabo thì nấp ở đâu đó, còn Wapo thì nhìn lén từ một căn phòng bên cạnh. Để mà nói thì về cả phạm vi, số lượng người hay toàn bộ các yếu tố khác là rất dễ để dùng Haki quan sát phát hiện. Thế mà Im và Ngũ Lão Tinh lại chẳng biết cái gì cho đến khi Sabo và Wapo hành động. Tóm lại, điểm yếu không thể dùng Haki mà chúng ta đã từng gán cho dâu đen có vẻ sẽ phù hợp hơn với 6 kẻ này anh em ạ. Trên tất cả những loài quái vật khổng lồ tương tự như con xuất hiện tại Tam Giác Quỷ có vẻ như là chỉ có thể ẩn nấp ở trong màn sương mù, thậm chí là sợ ánh sáng. Cho nên chúng chưa hành động gì cả để tiêu diệt hoàn toàn loài người và sứ mệnh của Im là đưa chúng ra ngoài. Ngược lại, định mệnh của gia tộc Đi và những phiến Polyp chính là tiêu diệt hoặc phong ấn hoàn toàn bọn này, mang bình minh thực sự đến cho thế giới. Và rồi, video ngày hôm nay cũng đã kết thúc ở đây rồi. Anh em đã bắt đầu thấy hứng thú tột độ với One Piece phiên bản Monster Universe chưa nào? Mình thì cũng không thể nào chờ đợi đọc những chap sau luôn ấy. Ấn một like nếu như mà anh em cũng giống mình nhá. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với góc bình luận thôi nào. Đầu tiên là bạn YZongVN2109 thách anh kể các trái ác quỷ ảnh hưởng đến trí nhớ, nội tâm, ký ức của con người. Mình xin chấp nhận thử thách nhá. Ảnh hưởng đến trí nhớ thì là hobby của Sugar, có thể xóa hoàn toàn sự hiện diện của một người. Ảnh hưởng nội tâm thì là Kobu no Mi của Melobetti, có thể khiến một kẻ nhút nhát thành chiến binh dũng cảm. Còn ảnh hưởng về ký ức thì sẽ là Memo của Pudding nhá. Mình thắng rồi nha. Tiếp theo là bạn Triệu Ngô, anh xăm soi thích trái ác quỷ nào nhất? Mình thì thích nhất trái Suke no Mi bạn ạ. Cơ mà để thử cảm giác thôi chứ cũng không đổi bại như anh ba đâu. Và cuối cùng là bạn Trương Minh Thành, trái kim cương mới phù hợp với Luffy, không sợ đói, có tiền mua thịt. Tự đập mình ra lấy tiền mua thịt thì thôi, mình cũng bó tay .com, không còn gì để nói bạn ạ. Và rồi cuối cùng, nếu các bạn thấy video ngày hôm nay thú vị, anh em đừng quên ấn cho mình một like, một đăng ký kênh cũng như là comment ý kiến bên dưới để có cơ hội lên TV trong những số tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video clip tiếp theo.